Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nha. Hello! Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là MK đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tập Minecraft, đó chính là mình sẽ đi chôn thằng núp. Và nếu như bạn nào thích cái video này cũng như là thích cái series này thì đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video ủng hộ cho mình nha. Đó các bạn, thấy thằng núp không? Ồ, nó đang làm cái gì kìa? Để mình Trời, ở lộn nhà rồi. Ê, Đâm ơi, đi đâu vậy? Ủa, ê, anh nè. Ê, anh là ai? Anh nè, anh MK nè. Trời ơi, lâu ngày. MK ai? Em biết. Anh nè, sao mình lâu ngày gặp lại. Ê, lâu ngày đi đâu vậy? Đi đâu đây? Đi chơi đâu? Đi chơi hả? Đúng rồi. Trời ơi. Ủa, mà sao nãy nghe nghe nói gì đi đâu lộn nhà? Đi lộn chỗ, tưởng nhìn nhà nó giống á. Đi lộn chỗ thôi. Đi lộn chỗ hả? Trời ơi. Ủa, mà sao nhà đâu mà tại đi lộn chỗ? Phải bên này không? Phải nhà này không? Không. Không phải luôn. Nhà này nè, đúng rồi. Mà chỗ đây có công viên nước nào không? Công viên nước á hả? Ở đây hả? Công viên nước thì chắc là phải, ôi chắc không có đâu, nhưng mà anh có thể xây được. Xây được không? Xây được, ngay được công chắc viên nước nha. Luôn. Có hồ bơi luôn, có cái cầu tuột nước luôn. Có không? Đây lắm nha. Đâu xây ở đây, xây ở đây để xem luôn rồi. Nè. Đây. Đây. Đây, công viên nước hồ bơi đàng hoàng luôn nha. Ở đây nha, lấy cái hồ này nha. Rồi bây giờ là làm ơi. Rồi xây cầu tuột nè, để từ từ nè, để lấy coi xây ừ. Rồi này từ nha, đi ra đây ép ép đó này, nhảy cái bùm xuống đây luôn nè. Đó, thử đi. Ôi kìa, có mỗi này thôi hả? Nhảy nè, nhảy xuống nè. Vậy thôi. Ôi kìa. Chứ công viên nước sao? Công viên nước là nó có nước. Nè, nước nè. Mà nó có cái gì đó, vậy mọi nước. Cái gì đó hả? Cái gì? Núp phải nói chứ, núp phải nói mới biết được chứ. Ai biết được? Trời ơi. Rồi, bây giờ để xây cái khác nha, không chịu cái này thôi xây cái khác nha. Trời ơi, cái công viên nước có cái cầu tuột nước vậy mà cũng còn không chịu nữa. Vậy thôi, đợi tí xây cho. Trời ơi. Lẹ nha. Trời ơi, bây giờ nó không chịu cái hồ nước đó rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chôn nó bằng một cái hồ. Có một con cá mập ở trong đó đi, mình sẽ chôn nó, nhưng mà nó không chịu cái hồ đó thì mình sẽ kiếm cái chỗ nào rộng rộng để mà xây cái đã. Trời ơi, tự nhiên cái đồi công viên nước. Đây, hồ bên này rộng nè. Rồi. Ở bên này rộng nè, để mình xây bên này đi. Đó. Ở dưới này từ từ nha, mình sẽ xây ở bên này. Này, không chịu công viên nước đúng không? Đi lên. Công viên nước mà không chịu. Này. Này. Đó. Cái cầu thang đâu rồi ta? Ơi. Đó, còn đi lên đúng không? Đi lên xong rồi nhảy xuống. Đó. Đây, nhảy xuống. Ẩm. Rồi, một trò. Rồi, tiếp tục là trò thác nước. Bây giờ mình sẽ làm một cái thác nước cho nó trượt xuống dưới này luôn. Hai ô. Ở đây làm cái kiểu cầu thang á là nó sẽ trượt nước xuống như thế này ha. Đây, không chịu công viên nước nè. Rồi, từ nha. Đấy. Này que mới được đó. Tí nữa mình sẽ thả cá mập vào trong hồ. Cho thằng núp nó bị cá mập cắn luôn. Ơ, chỗ này. Đi lên. Đấy.
Rồi. Rồi, như thế này ha. Đấy. Trượt nước các thứ luôn. Rồi. 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 Water. Đây, bây giờ mình lấy cái size chặn cái nước ở đằng sau lại cái đây. Rồi. Đây. Đúng ý nó luôn nè, công viên nước luôn á. Rồi, chặn ở đây nha. Rồi, đổ nước đây. Đó. Cầu tuột nè. Đó. Đây. Lên xí. Đó, cho nó nhảy, cho nó cao. Rồi. Smart. Trang trí ra đẹp đẹp tí. Thằng này mình nó núp mà nó khó chịu lắm các bạn à. Nó không có chịu xấu xấu đâu. Đây. Rồi. Để coi coi. Chiêu. Đi lên. Rồi, ra đây, nhảy lên, nhảy lên, nhảy. Bùm. Rồi, ok, ở dưới này mình sẽ gắn mấy cái glowstone cho nó sáng sáng ở dưới cái đáy lên cho dễ nhìn. Rồi. Xong rồi hai trò thôi. Ở đây mình sẽ để đây mình sẽ để là trượt nước bằng thuyền. Rồi. Lấy một cái chép ra. Ở đây. Rồi. Để mấy chiếc vô. Rồi. Đây là trò. Đây là trò nhảy cầu nghệ thuật. Rồi. Clear. Ngồi đây mình lấy thêm mấy cái trứng cá mập này. Hey. Đó, mình sẽ lấy cái trứng cá mập nha. Đó, cái hồ này đủ thẻ cá mập này. Ngon. Đi, giờ mình sẽ quay đi tìm thằng núp thôi. Nó đâu rồi ta? Để mình kiếm thử nó đâu rồi. Nè. À, núp ơi. Núp. Nè, núp ơi, núp ơi. Anh nè. Xuống lưng. Đây. Đây nè. Xong rồi. Xong rồi. Đi, theo anh. Đây, qua đây. Bên này có trò chơi, 2-3 trò chơi luôn nè. Nào. Đi. Chắc không đó. Chắc mà. Lại giỡn người ta, nó cây cầu giống cây cầu đó nè nha. Cây cầu này giờ nó khác cây cầu hồi nãy anh Chí. Đây, qua đây nè. Nó cũng giống vậy nhưng mà lên một chút thôi á. À, nó đẹp hơn hồi nãy mà. Ừ rồi. Đi lên. Đẹp hơn nãy mà. Nhảy đi. Cái này thấy nó cũng y chang vậy luôn á. À, bên kia có cái trò ấy kìa. Bên kia có cái trò trượt nước kìa. Nhảy xuống cái đi. Nhảy xuống rồi nha. Ui. Đó. Đâu có gì đâu, thấy không? Đi quay, có trò bình thường mà, có gì vui đâu. Có trò trượt nước nè. Đi qua đây trượt nước đi. TB nấp. Trời ơi, từ, đợi tí, để đi lên trên này cái đã rồi TB. Đợi tí, đi lên trên này, rồi. Rồi, lên đây. Lên đây nè, có trò trượt nước nè. Đây, lấy cái thuyền ra nè. Để. Cái thuyền nha. Rồi, để đứng đây đi. Ê, vô thuyền. Vô. Rồi, trượt xuống đi. Trời ơi. Ra đây, lên lại. Trượt ra ngoài biểu nông rớt. Rồi, xuống đi. Xuống. Đúng rồi. Trèo không xuống. Trời ơi. Chơi gì kì. Chơi dở ẹt gì. Nè. Chơi thuyền. Không biết. Ê, chạy nè. Đó, chơi gì nè. Đó, chơi gì á. Đụng vô cái kia luôn. Rồi. Để nấp thử lại. Nấp thử lại đi. Chạy thẳng xuống. Chơi gì. Ủa sao xuống được. Xuống đi, chạy thẳng xuống.
Trời gì kỳ vậy? Nấp, kỳ vậy nấp, ta, nấp. Lại ơi. Rồi, bây giờ trượt lại nè nấp. Đây, trượt xuống. Nào. Rồi, trượt xuống đi. Trượt xuống. À, trượt đi. Trượt xuống. Trượt. Lâu quá vậy, nhanh lên. Ai biết nó vậy mà. Rồi, đúng rồi. Đèo, đèo, đèo. Đèo. Có mấy con gì dưới hả? À, mấy con tè đè đèo. Đèo. Mấy con gì làm gì nữa kìa? Ôi mấy con gì vậy? Cá sấu hả? Lần nữa nè. Thấy con gì không? Biết con gì không? Cá mập á. Ở đây. Rồi, rồi, ông cho nữa. Ai biểu? Ai biểu cái thời tiền sử mà đòi công viên nước làm chi? Ok. Ok, thì cái nói như bạn nào thích cái series cho núp này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là đăng ký channel của mình cũng như là núp nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.